Việt Nam, hành trình rạng rỡ quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, Lưu Hương Giang, Quốc Thiên, Võ Hà Trâm, Lân Nhã. Chương trình đặc biệt chào đón năm mới 2024 Việt Nam, hành trình rạng rỡ là món quà dành tặng khán giả truyền hình trong thời điểm ý nghĩa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây là một lễ hội âm nhạc, điểm hội ngộ của người Việt khắp mọi nơi hân hoan đón chào năm mới và kể cho nhau nghe những niềm vui của năm qua. Đó là những thành tựu đáng tự hào, những giá trị thu nạp được từ hành trình làm nên một Việt Nam rạng rỡ hơn, phồn vinh hơn, sự hồi sinh của ngành du lịch sau đại dịch đưa Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn. Lối sống hướng đến sự cân bằng, chan hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, trở về với những giá trị cốt lõi, cội nguồn, hiểu thêm chính mình và gắn kết với gia đình, những dấu ấn đưa Việt Nam vươn xa. Điều này được thể hiện gần gũi, sinh động, truyền cảm hứng qua những câu chuyện kể trong chương trình bằng các phóng sự, tiết mục nghệ thuật nhiều màu sắc đến từ ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Không thể thiếu là màn pháo hoa rực rỡ, lung linh từ điểm cầu Phú Quốc ngay sau giây phút đếm ngược. Việt Nam, hành trình rạng rỡ quy tụ 5 MC nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam, Hạnh Phúc, Sơn Lâm, Hoàng Trang, Hoàng Oanh, Thùy Linh. Các MC sẽ gặp gỡ khán giả tại 3 điểm cầu quảng trường Ánh Dương, Xuân Xét Tao, Phú Quốc, sân khấu nghệ thuật Hoành Tráng, điểm hẹn đón năm mới của khán giả từ khắp nơi, điểm cầu Hồ Hoàn Kiếm, không gian văn hóa nổi bật của người dân thủ đô và cả nước, điểm cầu trường quay VTV mang tới những câu chuyện gần gũi, yêu thương. Cùng với đó, Việt Nam, hành trình rạng rỡ cũng quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu, Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, Lưu Hương Giang, Quốc Thiên, Võ Hà Trâm, Opus, Hà Lê, Lân Nhã, Nguyên Hà, Trọng Hiếu, Hứa Kim Tuyền, Hà An Huy, Phạm Anh Duy, Trần Tùng Anh, Em Ly, Hương Ly, Lê Minh Ngọc, Sao Mai, rapper Dr. Pim. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.